Sáng 15 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thông tin về tình hình của Đảng, của đất nước trong những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm và thời gian tới. Tham dự hội nghị gặp mặt có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí đương nhiệm và nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị báo cáo một số công việc và những kết quả chính mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đạt được trong những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự hội nghị gặp mặt thân tình đầy ý nghĩa này. Trân trọng gửi tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc mất đi là tổn thất không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Lễ quốc tang được tổ chức chu đáo, trang trọng, thể hiện niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta với sự ra đi của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trước yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cấp bách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống của nhân dân, yêu cầu dồn lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, đúng quy định, đã góp phần ổn định bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc, phù hợp với tình hình thực tế, củng cố đoàn kết thống nhất và niềm tin của nhân dân với Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chân thành cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, những thành tựu đạt được thời gian qua là nhờ sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự đóng góp quý báu đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang quyết liệt chỉ đạo 4 công tác. Tập trung lãnh đạo, đảm bảo bứt phá, tăng tốc, sớm về đích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước. Tập trung lãnh đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi trong dân. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, với quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, để đẩy lùi nguy cơ, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đòi hỏi hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người. Nhấn mạnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tuy tuổi đã cao và nghỉ công tác nhưng vẫn rất tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và đội ngũ lãnh đạo hiện nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, luôn ghi nhớ công lao, luôn nỗ lực học tập, kế tục, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, mong luôn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, góp ý thường xuyên của các đồng chí và tin tưởng rằng các bác, các anh, các chị, các đồng chí với nhiệt huyết và những kinh nghiệm quý báu, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và nhân dân ta.